Và ở phía phía dưới này đúng không? Chúng ta định hình ngay nó là tài sản của địch Bitcoin. Năm ngoái thì có tăng nhẹ thôi. Như vậy cái tăng nhẹ đấy năm ngoái chắc để đúng, bù được đúng cái khấu hao. Chúng ta có nguyên giá. Nguyên giá tài sản của địch hữu hình nhá. Tắt luôn này. Cái này thì không cần, chúng ta có ham mòn, ham mòn lũy kế đúng không? Hữu hình tiếp đúng rồi. Đây chúng ta có nguyên giá tài sản cố định vô hình, chúng ta có ham mòn là tài sản cố định vô hình ở đây 66 này đúng không? 6 này. Rồi. Và cuối cùng đây là 47 8. Rồi. Theo như cái này đúng không? Thì nguyên giá còn khá lớn và chắc là do hàng năm ông ấy cứ xây mới liên tục đúng không? Nên là nó thành như này. Và để gọi là check choác tí đúng không? Chúng ta bấm đây xong xem cả web có cho biết thêm thông tin không? Từ từ. Đúng rồi, đúng rồi. Như vậy là nó tăng rất mạnh trong quãng khoảng 29-20. Đúng rồi, 28 đến 39, 39 đến 39 vẫn là 39. Nhưng nguyên giá lấy 800 nghìn tư năm rồi là không tăng mạnh, 20 không tăng mạnh. Còn từ cái đoạn mà 17 sang 19 mới là tăng mạnh, 2.500 đến 4.500. Thì năm ngoái tính ra là không tăng mạnh. Đúng không? Vậy là một đặc điểm đầu tiên. Và 20 thì lại tài sản cố định là không tăng mạnh. Không tăng mạnh. Tăng lại thì đúng không? 17 đến 29 mới tăng mạnh. Đúng không? Tức là chính là năm 18, 19 nó tăng mạnh so với năm cũ. Rồi, đúng không? Chúng ta nhìn được điểm đấy đầu tiên. Tiếp theo là chúng ta có tài sản spa, đúng không? Chuyển sang thì cái này sau sẽ nhập vào tài sản cố định rồi, đúng không? 700 700 tỷ bao nhiêu đấy? Đúng không? Bên này thì lúc đấy là 499, đúng không? Đây. Rồi đúng không? Chúng ta đá xuống phía dưới xem là những cái thuyết minh quan trọng này như nào nhé. 9, 10, 11. Đây rồi, đúng không? Nhà kiểu kiến trúc là 184 tỷ là chủ đạo trong nhà kiểu kiến trúc. Còn máy móc thiết bị thì ông ấy giải giải, đúng không? Ông cái gì bị động, thanh lý nhượng bán tăng khác phân loại, rồi cả cho thuê tài chính. Khấu hao đây đúng không? Nhà của Bến Trung là khoảng 181 rồi. Máy móc thiết bị khoảng 185. Năm ngoái tổng có là 309. Rồi đúng không? Vậy là rồi tài sản cố định của ông còn mới lắm. Đúng. Cũng có một số đi cắm, 1.200 đi cắm rồi. Như vậy là cũng chưa phải là tất tay đúng không? Để có định 5.000 mấy cơ đúng không? Nhưng mà cắm được 1.200 chắc hay là do ngân hàng người ta chọn lọc à, còn gì không? Không còn đúng không? Chúng ta dưới vô hình của công ty này cũng khá lớn. Máy móc thiết bị à, thuê từ từ, đây là thuê tài chính đúng không? Mặt ngoại hòa hết như nào lại vô hình. Wow. Thuê thuê tài chính, thuê tài chính rồi. Wow. Lâu lắm rồi mình thấy công này. Rồi 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 nhầm nhầm nhưng mà nó bị thôi ok đúng không, này bản chất là vay thôi mà.
Rồi, xây dựng cơ bản đây rồi đúng không? Cái phần dở sang đây. Trong đó thì nhà máy phân bón hữu cơ Việt Nhật, nhà máy Nucheco, Lotus, Nucheco Hà Tĩnh, Lạc Vệ. Rất nhiều đúng không? Ông này có đến trên tay và đến hơn chục dự án. Lúc nào thế? Hôm nay thì kiểu gì ông cũng mở rộng thôi, nhưng mà chắc là nó không nhanh cho lắm. Đúng rồi, đúng không? Chúng ta đang đang ở chỗ này. Rồi, khả năng hôm nay mình tạm dừng đây nhá. Có gì để buổi tới thì sẽ kỹ càng hơn chút cái này. Đúng không? Chúng ta đã bàn đến báo chính rồi. Về thông tin về giá cả thì có vẻ không không ok lắm. Đúng không? Quý 1 vừa rồi vẫn cao, chắc là ở cái đoạn này. Còn quý 2 theo mình đang nhìn đến đây thì đã bình thường rồi. Thậm chí còn là bắt đầu thấp đúng không? Kiểu như vậy. Ok nhỉ.